Xin chào quý vị các bạn, xin chào mọi người đã theo dõi trên kênh của Quang Huy Audio. Và rất vui khi được gặp lại các bạn anh em trong những video test âm thanh cũng như là giới thiệu những cái sản phẩm âm thanh bãi của bên em các bạn anh em nhé. Và trong clip ngày hôm nay em sẽ giao lưu các bạn anh em rất là nhiều âm ly Mỹ có và Nhật cũng có, và giá chỉ từ 700.000 cho đến 15 triệu các em nhé. Từ con số nhỏ nhất cho đến con số lớn nhất là từ 7 cho đến 15 triệu các bạn nhé. Vâng, con âm ly đầu tiên gửi đến các bạn anh em là một con âm ly Pioneer A120. Dòng này thì nó rất là hay, các bạn anh em về đánh có thể đánh loa ngang cũng được các bạn anh em nhé. Công suất của nó là 260W các bạn nhé, công suất 260W và đánh chập hàng từ 4 cho đến 16 ohm. Máy chạy thì là 8 con sò SK. 8 con sò đó thì các bạn anh em thường thấy ở trên những con Pioneer S, Pioneer i9 các em này, đúng không? Sò SK thường thấy trên những con Pioneer i9. Tản nhiệt xương cá, bốn con tụ lọc rất là to, nguồn lớn các bạn hiểu nhá. Máy móc thì còn nguyên bụi bãi, đặc biệt là bao zin toàn tập cho các bạn anh em các em nhá, bao zin toàn tập cho các bạn anh em luôn. Và đây là cái vỏ của nó còn rất là đẹp các em nhá, vỏ còn rất là đẹp. Đấy, các bạn anh em nhìn cái máy móc nó như thế này mà máy móc còn nguyên bụi bãi. Mặt mũi thì là mặt phay nhôm các bạn em nhé, mặt thì là mặt phay nhôm. Con này thì đặc biệt là nó cái đèn tia này, các bạn em thích mà hiểu đèn tia này đấy, mở to lên nó sẽ nháy nháy cái đèn tia này. Và con này thì có cái bát chép nó chỉnh như kiểu có mấy cái bàn mixer các bạn nhé, mấy cái mixer đấy chỉnh nó sẽ kiểu nó gạt nó bi ấy. Thì con này thì mọi chức năng hoạt động hoàn hảo hết các em nhé. Giao lưu các anh em mức giá là 4 triệu các em nhé. Em thấy nhiều anh em liên hệ với em bảo là trước tôi mua con Pioneer A120 giá 4 triệu 8. Ủa trời đất ơi, quá cao luôn. Thì trong clip ngày hôm nay thì em cũng về được một con, giao lưu các anh em 4 triệu các em nhé. Và cái anh đó cũng xem được video này thì cũng thấy cái giá em đưa ra thì nó cũng thật là hợp lý. Bởi vì bên em giá thì luôn luôn là hợp lý nhất để cho các anh em chơi các em nhé. Còn Pioneer A120 này 4 triệu các bạn anh em nhé, về ghép loa nga đánh cũng rất là tuyệt vời. Bên dưới là một con Marzen PM54, dòng hay nhất của cái đời này các anh em nhé, đời 54 này có từ 54D, 54DS, và con này thì nó là hay nhất và cũng như là khỏe nhất các anh em nhé. Mặt thì là mặt màu đen và đánh từ 4 đến 16 ohm và công suất là 200W. Máy thì nó đánh là 4 con sò Sunken Hi-Vis các anh em nhé. Dòng này thì đánh loa diatông, tiếng nó rất là mềm mại. Các anh em nào mà nhiều không thích nghe nhiều nó quá khô mà thích nghe nó kiểu mềm mại để nghe nhạc vàng, các bạn nhá, nghe nhạc vàng thì sở hữu con này nhá. Bởi vì dòng Marzen này thì tiếng nó rất là mềm mại. Và bên dưới nó là một con Pioneer A616. Con này thì máy nặng trịch bê còng lưng luôn các em nhá. Giá thị trường con này đang dao động từ 4 triệu 3 cho đến 4 triệu 6. Thì con này của em nó bị có bị xước một vết ở đây này. Đó các em, xước một vết ở đấy. Và mọi chức năng hoạt động hoàn hảo hết các em nhá, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo hết. Và con này máy của nó đánh là 4 con sò xanh đen. Công suất là 220W các em nhá, công suất là 220W, đánh rất đa dạng các em nhá, đánh rất là đa dạng. Đánh bát 30 thoải mái. Đánh hai cầu loa A cũng B. Giao lưu các bạn anh em con này là 3 triệu các bạn nhá. 3 triệu. Và bên này là một con đề nông. Thôi đi từ dưới lên các bạn nhá, đi từ dưới lên thì cho nó thở dễ nhìn. Dòng này là dòng bâu, dòng xuất Mỹ, dòng Mỹ các em nhé, âm ly của Mỹ. Con này là bâu 108787, và các anh em có thể gọi là bâu của 901 các em nhé. Có sai ngang là 48, mà mặt mũi rất là đẹp. Đây, nó cái cửa ben này. Đó, khi đậy vào thì nó nhìn các em này, không biết chỉnh bát chép ở đâu luôn. Mà mở ra này, bát chép chỉnh là cần gạt các em nhé. Bát chép chỉnh cần gạt, con này thì nó là radio thì nó là full 108. Đèn volume của nó thì nó cái đèn hiển thị này rất là đẹp. Con này thì các anh em đánh đa dạng loại, đánh đa thể loại các em nhá. Bởi vì đằng sau nó sẽ có crud gạt, có thể đánh từ 4 đến 16 ohm các em nhá. Dòng này thì nó là đối tác của những dòng loa Bose 901 rồi các em nhá. Kể cả không cần cái quai khoảng 901 thì đánh cũng tiếng rất là hay, bởi vì nó xử lý rất là tốt các em nhá. Bởi vì nó dành cho Bose 901 mà.
Thì trước em có về một con thì các anh em cũng nhanh tay gọi điện và chốt được hàng luôn. Và con này thì em lại mới về. Giá thì luôn luôn cạnh tranh các em nhá. Giá thì luôn luôn cạnh tranh. Giá là giá tốt nhất trên thị trường các em nhá. 15 triệu. Giá thị trường đang 17 đến 18 triệu các em nhá. Máy chạy là 8 con sò. 8 con sò của hãng. Và công suất của nó thì là 1150W các em nhá, 1150W. Đánh rất là khỏe. Và bên trên là con Chio KR2003. Con này thì có size ngang là 45 và dòng xuất âm tụ mặt thì là mặt phanh nhôm các em nhé. Đánh loa cổ tiếng rất là hay. Công suất là 65W tiêu thụ điện và đánh từ 4 đến 8 ohm. Đánh 8 ohm là đánh con thoải mái những cặp loa cổ rồi các em nhé. Loa cổ thì nó không cần công suất quá lớn. Con này thì em giao lưu với anh em mức giá là 3 triệu. Giảm hơn mức giá bình thường là 800 nghìn rồi các em nhé. Và bên trên là một con Pioneer SA810, dòng này thì đánh loa 810, Pioneer 810 tiếng rất là hay. Những con Pioneer 810 mà màng FP, mid hoa khế và cũng chép hoa khế các em nhá. Trước em đã ghép kiểm soát rất là tốt. Hay là những cặp Pioneer F700, F900 tiếng rất là hay các em nhá. Máy của nó thể là 4 con sò sắt lớn và công suất là 105W các em nhá. 105W. Giao lưu các anh em con này là 5,2 triệu, vỏ gỗ các em nhá, vỏ gỗ rất là đẹp. Ở bên trên nó là một con đề nông BMA 750. Con này thì đánh được hai cặp loa bô cùng một lúc các em nhá, khi nhấn này đó, đánh được hai cặp loa bô cùng một lúc này. Và màn hình hiển thị rất là đẹp đó. Mặt thì là mặt phanh nhôm, size là size 43, công suất là 200W và cho chúng ta đánh loa từ 4 đến 16 ohm. Và nó là dòng các anh em hay trên mạng hay ví von, nó là thuốc của Bravo. Máy của nó chạy là 4 con sò săn ken 2 vít các em nhá. Nguồn rất là lớn này. Nguồn này thì nó được mà phủ một lớp dạng như kiểu là nhựa thông. Và theo thời gian nó sẽ bị bong này các em nhá. Và bên trong thì nó là dây đồng thì các anh em nó không ảnh hưởng gì đâu các em nhá, không ảnh hưởng gì cả. Bảo hành các anh em con này nếu mà liên quan gì đến nguồn thì bảo hành các anh em 2 năm luôn các em nhá, 2 năm. Bảo hành trọn đời luôn các em nhá, bởi vì nguồn này nó chả bao giờ hỏng trừ khi các anh em cắm nhầm điện các em nhá. Máy móc rất là sạch sẽ. Giao lưu của anh em con này là 4,3 triệu. Anh em nào thích về đánh loa bow 301 thì liên hệ em có em nhá. 4,3 triệu thôi. Mà sang bên này là dòng rẻ tiền nhất trong cái clip ngày hôm nay các em nhá. Con này là con tuner của Pioneer 7009. Vâng, em ngồi em đặt hộ khách mà có lau gọi là nhỡ tay các em nhá. Nhỡ tay lau kỳ mạnh quá này, nó bay mất cái chữ Pioneer 7009 ở đây. Nhưng mà mọi chức năng thì hoạt động hoàn hảo hết các em nhé. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo hết. Nó cần gạt này. Nói chung là hoạt động full chức năng, không thiếu cái chức năng gì cả. AM, FM, bắt thêm dây nữa là bắt thoải mái các em nhé này. Lắp lưng này, rất là đẹp này. Giao lưu với anh em con này là 700 nhá. Giá thị trường bây giờ là đang trên 1 triệu người nhá. Giao lưu với anh em con này 700. Tuner của 7009. Anh em về ghép về 7009 thì tuyệt vời rồi. Và bên dưới là một con LD HA270. Con này thì máy chạy là 4 con sò sắt nick đỏ đen các em nhá. Có hai cái đèn VU rất là đẹp. Có lau lốt. Dòng này thì đánh loa Mỹ cổ tiếng rất là hay. Đánh loa từ 8 đến 16 ohm. Con này giao lưu với anh em là 2,3 triệu. Anh em thích về đánh AR tiếng là ok. Nói chung là trải nghiệm các em nhá, bởi vì nó rẻ tiền này mà. Có 2,3 triệu thôi. Về đánh AR đều rất là ok. Và bên dưới là con LOD. Con này thì các anh em nào đánh loa ngạ cũng được, bởi vì nó chạy là những con sò hàng sò xanh đen 2 vít các em nhé. Con này thì giá rẻ. Có cái đèn tia này. Có cái đèn tia khi mà mở nhạc lên thì đèn tia nó sẽ hiện sóng lên tận đây này. Và nó có cái cửa ben chỉnh bát chép lau lướt ở trong luôn các em nhé. Con này giao lưu anh em là 1,9 triệu. Giá thị trường đang ngoài 2 triệu các em nhé. Mặt thì là mặt phanh nhôm này. Đó, nhấn đầu là sẽ đèn xanh ở đó. Đánh cũng từ 8 đến 16 ohm các em nhá. 8 đến 16 ohm, con này thì công suất là 110W. Đánh những cặp Pioneer A77, A7 đều rất là tuyệt vời các em nhá. Những dòng đó thì nó thường dễ ghép âm ly. Và anh em nào mà đang tìm kiếm những con đầu CD các em nhá. Tìm kiếm những con đầu CD mà rẻ tiền để vừa toàn chơi trải nghiệm thì liên hệ em con này các em nhá. Con này là con Yamaha CDX640 GS các em nhá. Nó cái mặt hiển thị rất là tuyệt vời này. Nó em sẽ nhấn chuyển bài.
Đó, các em nhìn nó nhận này, nó chạy luôn, rẻ tiền mà chạy rất là tuyệt vời. Và con này nó có cởi được AOA âm thanh ra này, khi mà muốn chỉnh to nhỏ đây cũng được này. Đọc đĩa thì rất là tuyệt vời này. Đó, nhấn vào. Đó, đọc đĩa này, chạy luôn các em nhé. Đó, 23 bài. Đó, bờ đây luôn, chạy luôn bài đầu tiên. Đó, chạy luôn các em. Giá chỉ có 1 triệu thôi, giá 1 triệu đồng của con nghe CD các em nhé. Size 43 về ghép, nếu anh em nào có EMI2 thì ghép luôn các em nhé. Đó, giá trên là em chưa gồm phí vận chuyển các em nhé. Giá trên tất cả các mọi chúng ta, mọi con ấm ly hay là những cái đầu tuner thì đều là chưa có giá, chưa có phí vận chuyển các em nhé. Các anh em nào muốn mua thì hãy liên hệ với em trực tiếp, em theo số điện thoại ở trên cái tấm biển này các em nhé, 0948602386. Em sẽ giao hàng toàn quốc cho các anh em chơi cũng như là trải nghiệm những cái dòng âm ly trước mặt quý vị các anh em đây. Vâng, những anh em nào mà đầu tiên xem kênh của em thì hãy cho em một nút like cũng như đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của bên em đăng lên. Cảm ơn các anh em đã dành thời gian theo dõi và cũng như ủng hộ bên shop em. Xin thân ái và chào tạm biệt, hẹn gặp các anh em trong những video tiếp theo.